Vâng, hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi Diễn Trung Kính đây ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho toàn thể quý vị và các bạn công trình thi công lắp đặt cửa kính cường lực tại trung tâm tiêm chủng vaccine thành phố Thái Bình, ngay Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay video giới thiệu cho toàn thể quý vị và các bạn và anh em trong lĩnh vực trung kính cái công trình kính cường lực bên mình đang thi công. Cơ bản thì công trình này nó cũng không có nhiều những cái chi tiết những cái chi tiết mà nó khó hay là phức tạp. Tuy nhiên cái công trình này nó cũng có một số cái mấu chốt để một số anh em cũng cùng tham khảo và tham quan qua công trình của mình. Đấy thì công trình này là một cái công trình diện tích mặt sàn cũng không rộng lắm, mặt sàn là 250 m² nhân với 3 tầng. Đấy thì đây là cái bộ cửa kính, những cái bộ cửa kính cường lực bên mình đã khảo sát và thi công. Nó có cũng rất là nhiều những cái bất cập, bởi vì là mặt bằng nó không được như ý. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ tới một số anh em, tất cả anh em, những cái mấu chốt quan trọng. Sáng nay bên mình đã thi công cơ bản là cũng hòm hòm về các cái mặt, các cái sập để giữ vách kính. Đấy thì bên trên đấy là những cái nẹp nhôm, nẹp này là gọi là nẹp sập 38. Thường là mình làm vách kính thì mình dùng cái nẹp sập 38 để giữ những cái vách kính, ví dụ như cạnh ở trên trần và các cái cạnh đứng và dưới sàn. Công trình bên này bên mình thi công toàn bộ là kính cường lực của nhà máy kính Hải Long. Đấy. Đây là cái mặt bằng mà mình nghĩ là những cái vị trí như cái góc cột trước là anh em phải đo rất là kỹ. Bởi vì là những cái góc cột như này mình phải mang máy laser đi để mình đo. Nếu mà không có máy laser đo đi là rất là dễ ăn đòn. Bởi vì là cái kính cường lực này mình thi công với mình phải khảo sát thật là chính xác. Ví dụ như mặt sàn và các cái cạnh đứng của tường. Công trình này bên mình cái khâu đo đạc khảo sát rất là mất thời gian, bởi vì là nó có nhiều những cái vị trí, nhiều những cái vị trí nó bị đổ, bị nghiêng. Đấy, chính vì thế là mình khảo sát thì nó cũng hơi mất thời gian. Đấy, những cái nẹp sập bên mình đã cắt. Đấy, những cái góc như này thì anh em nên mang máy cắt nhôm xuống để mình cắt thực tế tại công trình. Thì những cái góc cạnh nó chuẩn chỉ và nó nét. Đấy, những cái góc cạnh nó mà chuẩn chỉ và nó nét thì khách hàng người ta cũng nhìn nhận những cái sản phẩm của mình nó thực sự là chuẩn và chất lượng. Đấy, bên mình thi công thì những cái liên quan đến độ thẩm mỹ thì mình rất là chú trọng. Nên khách hàng công ty tiêm chủng vaccine ấy đã hợp tác với bên mình cũng rất là nhiều công trình. Công trình này là công trình thứ 5 rồi. Ở Hà Nội thì mình cũng thi công mấy công trình rồi. Thì bây giờ là các tỉnh thì công ty vaccine đã mở đi chi nhánh đi các tỉnh. Đây là công trình tại ngay thành phố Thái Bình luôn. Đấy thì cái vách kính cường lực thì nắp, cái ưu điểm của nó là nhìn nó sang trọng. Đấy. Kính cường lực rất là nhiều. Bên mình đã vận chuyển lên để ngay tại chân công trình. Đây là toàn bộ là kính cường lực 10 ni. Tổng nó có 3 tầng nhưng mà chỉ có làm tầng 2 và tầng 3 thôi. Còn tầng 1 thì tạm thời là chưa sử dụng kính cường lực. Đấy. Thì khi mà lên cái tổng thể công trình, ví dụ như thi công xong thì mình cũng sẽ quay cái video giới thiệu cho toàn thể quý vị và anh em tham quan qua công trình bên mình thi công và lắp đặt. Anh em nào mà muốn tư vấn về các cái cách thức lắp đặt kính cường lực và cộng trừ kính cường lực thì cứ comment ở bên dưới nhé.
Anh em cần thắc mắc gì thì cứ bình luận ở dưới thì mình sẽ trả lời anh em. Mình rất là thoải mái nên anh em nào mà có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới để mình sẽ trả lời anh em thật chi tiết. Anh em hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những cái video mới nhất của mình nhé. Đấy, tổng quan công trình đây là cái vách kính cường lực bên mình đã thi công cơ bản là cũng gần xong cái vách bên này rồi. Hai bên này bên kia cũng giống bên này. Đấy là những cái cạnh đứng của tường đấy thì nó đổ rất là nhiều. Đấy, cạnh đứng đấy mình bắn keo bọt rất là nhiều. Đấy nên cái khâu khảo sát đo đạc mình rất là quan trọng, bởi vì là tường nó đổ nó nghiêng, mắt thường mình không thể nhìn thấy được. Và cái sàn nó cũng đổ nó nghiêng. Sàn bên nọ bên kia nó chênh nhau cả 10 phân, nếu mà mình không đo, không có máy laser mình đo thì nó sẽ bị sai. Và kính cường lực thì anh em biết rồi, nếu mà không có máy đo mà kích thước nó bị sai thì chỉ có mang về thôi, mà mang về là coi như là đã xong phim rồi, hết nãi hết công luôn và lỗ luôn đấy. Nên là anh em lưu ý là khi mà khảo sát kính cường lực phải rất chú trọng cái vấn đề là đo đạc, phải có máy laser để đo cái dọi chiều đứng cột và tường nó có bị đổ bị nghiêng. Rồi, cảm ơn anh em, xin chào quý vị và các bạn. Bye bye.